Ủa mà cái này là mình là tự tự xong đổ vô mình rồi lửa Phật luôn. Em là đổ từ đầu xuống dưới. Em theo bằng em út á, là nói chung không phải là em là người thiếu đúng không? Trong đầu thì để chị nói cho em hiểu đi. Hai chị em gái có mâu thuẫn về tiền bạc. Dạ dạ. Nợ mình nhau nói chung là không đáng bao nhiêu cả. Dạ. Nhưng mà không hiểu là con em sau này hôm nay nó làm sao á. Nói chung là cũng không hiểu được nó. Chị là nó không? Chị thì sát nhà luôn. Sát nhà luôn rồi. Em có phải tên vậy hả chị? Đó. Mượn thì bao nhiêu tiền là sát nhà? Chị sát nhà nói chung là chị xóm ấy, nói chung cái hoàn cảnh đấy thực sự là nhà nó thì là bây giờ có điều kiện đâu em, nghèo lắm. Nhà hồ. Chị làm công việc gì nhỉ? Làm hồ thôi mà. Chồng mình đâu nhỉ? Chồng Sài Gòn. Giờ chồng mình đang ở đâu? Đang đưa con đi Sài Gòn. Còn cái tên dư gì là em chị? Dư là em rẻ. Hồi nãy cũng có gọi anh Du, anh có cái này thì là do cái vấn đề là là lúc đó chị có cháy không, không nhà có chơi có không cháy thì có bán lúc đó chứ không phải lộ ngoài lộ nó kéo thằng bé vào thì tay nó đổ xăng tay nó sơn bật mình nói kỳ không nó tương tự người khác hết mẹ em nhìn thấy thì mẹ nó lao vào em không lấy cái gì cả thấy sợ đông người nhưng mà không ai làm gì được tại vì nó quá nhanh quá đúng một tay ấy một tay ấy mà tưởng tượng là xong mà chị đâu có phải nào là mẹ em quay vào em mà chị đúng cái bên năng nha lo nước vào cho em mà đấy em chỉ là con người mẹ lo nước là cái gì cũng phải nước lo cái gì em lo gì em cũng phải lo nên mình nghĩ đến nước để hạ nhiệt con dịch có cái nha vui đi về đấy mốt chị cho chị xin số mẹ em bây giờ trong thời gian này rồi lấy số đi ủa anh ông ấy không ai lắm 5977